chào tất cả mọi người đã quay trở lại với buổi sáng chán quá mọi người. Ui, nép gọn. Tai nạn chết. Em về đi, để nó rung lỗ đi, em rung tơ lắm. Hôm nay sáng sớm là chán quá. Lắm. Anh em mình lại phải lấy xe đi tìm xem có lấy con X-Sign này đi tìm chó. Sẽ lại tìm chó. Được chiều thôi. Đi lượn khắp làng xem có gì hot không. Xin trộm chó đi, bắt trộm chó. Đấy, con này mà đuổi trộm chó. Hết chứ. Hết sợ. Này, em gặp trộm chó, em chửi nha. Em quăng view này. Thế là nó rơi vào đầu và nó chết. Mày làm như mày nhắm chảo ấy. Hả? Ngồi lên, lên xe đi em. Lên xe đi đâu nữa nhỉ? Đi lượn. Ui trời ơi. Ui, tai nạn. Có một vụ gọi là... Đi, nhanh lên. Ui trời ơi. Đấy, đã bảo rồi mà. Lên xe, nhanh lên. Ai bảo đi xe đạp không còi không gương. Đâm tông vào xe máy. Một vụ va chạm với tốc độ cao đã khiến hai bà hàng xóm và tí nữa. Vừa của anh Dũng sẽ chỉ bẩn hết vậy. Ngồi lên. Thank you.
không treo được. Mày không phải treo, mày đứng đấy. Này, lúc nào anh mà không thoát được thì cứ tháo ra nhé. Anh đi ra một cái to nó vô ý lắm á. Hãy cứ vào cướp đi. Mày điên à? Đứng đấy, đứng im đấy nhá. Tối quá. Đứng im đấy. Em cũng vào đây. Ở đấy. Thế đó anh bị bắt thì sao? Đi ra đấy, còn là cái mâm đã. Để đây. Xiên, tao lấy được ba xiên. Ai này, em lấy được ai đây? Anh đừng có điêu. Cầm lấy thì tao đừng lấy cái lá. Đừng có điêu đi. Cầm lấy tao lấy cái lá ăn cho nó sang trọng. Anh trời ơi, mày lấy lá chuối, à lấy lá giấy. Búa. Rất cao lá chuối ở trên đây. Mẹ thằng nào đây, làm bốn chiếc chiếc nướng của mình rồi. Mẹ chúng mày, ai mà tìm được chết thế nào. Mẹ mày, nó mù vớ vẩn cả dán. Nhờ, tao hít khỏi mình nghĩ nhá. Tao ngửi phát, tao biết là thịt nướng rồi nhá. Tao còn biết là thịt nướng hành đấy. Thịt nướng hành, em đừng có mầm điêu đi. Cậu điều mày á. Tao ngửi nhá, có mùi hành, mùi tỏi tao biết ngay. Kiểu mũi vào đầu bếp nó khác. Em siêu đồ bếp còn chưa ngửi được rồi. Ôi nhờ. Vừa khẹp khi tới. Đáng rồi á. Trong cái xương này chẳng mỡ á. Đó. Hơi mỡ. Không thích ăn mỡ lắm. Chắc cái xương này nó nướng để cho các cụ ăn à. Mỡ các cụ không có răng. Cảm nhận. Mình chỉ ăn cái chơi chơi này. Vã này. Chắc bây giờ cái thằng kia là tức ớt vậy nhỉ. Anh biết đấy là đâu? Đấy là ngoài đường mà. Là thế à? Anh nhìn cái mồm oai. Tí nữa nó ra đây nó lại vả cho không trượt luôn nào. Không sợ đâu, tao biết nó mà. Anh quen à? Ừ. Bạn anh. Anh quan hệ rộng nhỉ. Anh đi cả làng đấy. Thằng đấy nhá. Chỉ nó chỉ gọi là xăm trổ tí thôi chứ nhát bầm mẹ. Này, riêng tao nhá. Không phải nghĩ luôn nhá. Không nghĩ việc gì? Tao không là riêng tao mà cả đấy, không phải nghĩ. Một thiên, nó mày sợ, tin không? Nó sợ anh ấy. Chắc nó sợ anh ấy.
kệ người ta thì đường. Thằng đấy ngày nhỏ tao đấm cho mày tì, mày biết gọi là cú đấm thép không? Ngày xưa tao đấm với một phát, chứ bây giờ nó mới có con răng mày mẻ này này. Này, ngươi biết bốc bét à? Này, nó cắt tao mũi á. Tao mũi cái gì? Ngày xưa nhỏ không? Này, đấm à? Nó sẹo bằng vắt đấy. Đây là tao ngã xe đấy. Mày. Anh biết đấy là đâu? Trời, ngã chạy cầu vào mũi à? Không có thấy anh ngã đâu. Mình không thấy nhưng mà tao ngã thật. Điều. Một phía đấy, một phía đấy. Thật, những ngày đấy tao toàn uống bia với sở tinh nên ngã. Vâng. Ủa, chứ mình thấy ngã lắm. Ai biết đấy là đâu? Thịt tao vừa nướng xong. Mặt anh đầy xẹo chắc chắn là nó đấm nhờ. Đấm cái gì? Tao đấm nó. Ngày trước nhá, tao chỉ đấm, tao đấm nó một phát thôi đấy. Vì chỉ vì một hòn viên bi đấy. Sau này anh chạy. Điểm, chạy gì? Tao mà phải chạy á. Nha, cầm cỡ anh á, nó sợ anh á. Xong nó sợ tao quá nhá, mày biết nó, mẹ nó phải cho đi du học đấy. Để cho nó phải học cùng trường, tao đấm nó liên tục. Anh học trường học thì được đi du học rồi. Nó phải cho đi du học Sài Gòn. Không biết à? Đấy, nó đi làm bốc bắt họ mà. Sao tưởng đi du học? Không biết. Nó cũng mệt học. Thế mới thấy rằng bạn em nó bảo là anh thằng này là thằng này này. Đi bốc bắt họ đi. Bốc bắt họ là cái gì? Không biết. Nên bây giờ nó học được võ gì? Mà nó yên tâm. Cầm trong tay xiên thịt này thì không phải nghĩ một chọc nhé. Bốc phét đi. Cảm thấy nó chín chín á. Đấy, chiên rồi này. Đấy, cái nồi để chiên ra cái kia. Rồi. Anh mỗi cái là một tí nhăm nhở đấy. Mất tiền mua mâm ông đâm cho thủng mày hiểu không? Anh mất tiền gì đâu? Mất cống. Không ăn sụp. Tôi xin rồi. Tôi xin rồi. Nhanh á. Tôi đi cắt cỏ rồi à? Anh có ăn thịt nữa không? Không. Ngon này không ăn. Tao lại kể cho mày nghe. Anh em mình diễn như thật đấy à? Như kiểu này thịt của mình nữa ấy. Thế à? Sợ gì? Anh thịt mình. Tao lại kể cho mày cái giai thoại của tao đấm thằng đấy nhá. Thằng chăm chủ nhá. Xưa nhá, mày không biết nhá. Riêng nhá, trùng bi nhá. Thằng nào thì... Anh đấm không? Tao chuyên gia. Thằng đấy là một... Như anh mày đấy mà oai lắm nhỉ? Nhưng là ngày xưa tao to hơn rồi. Chỉ vì tao ăn lắm nên là không lớn được. Không lớn được mấy. Chứ này, ngày trước tao đấm nó nhá. Mày mày chưa lấy. Anh ơi. Anh ơi, mày không tin cú đấm thép à? Anh ơi. Cái gì đây? Cú đấm thép này. Cái gì đấy? Cú đấm thép này. Cú đấm thép này. Đừng nghe ăn. Tao làm gì đâu? Đừng nghe ăn. Tao làm gì? Tôi đang nướng 4 xiên thịt nướng. Trời hôm nay mát rồi, tôi làm phun rượu mà quay đi quả lại mất hết cả 4 xiên. Đây bác cả Nguyên. Mày điên à? Chỉ có ông lấy của tôi thôi nhá. Lấy tao lấy cái đâu? Cái 4 xiên này đâu ra? Hả? À? Tao nướng. Đi về đây, đi về đây, đi về đây. Xiên, xiên nhà tôi bác cả Nguyên. Đi về đây anh khẩn trương. Không phải của tao đâu. Đi về đây, đi về đây. Thằng kia nó lấy đấy. Không cần biết thằng nào. Thằng kia nó lấy đấy. Không cần biết thằng nào. Hả? Không cần biết thằng nào, đưa lại nhanh không, chưa? Không phải tao nó lấy mà đuổi nó nhanh còn kịp. Không, nhanh. Tôi cứ bắt ông. Không lấy đâu, nó tự nhiên nó gọi tao ra đây để ăn thịt nướng. Tôi cứ bắt ông ra thì sao? Hả? Tôi cứ bắt ông ra thì sao? Điền, không, không phải tao. Cái này. Đi. Dắt xe về nhanh cho được. Đưa nốt trên cái này. Đưa đây. Cái tài này. Tao không lấy đâu. Nó lấy đấy, mày đuổi nó nhanh con kịp đi. Cái này. Không, không phải tao. Không, tao nhiều. Đi về.
tôi ra tôi bất ngờ em đang ăn cho không phải. Không phải này, không phải này, đi về. Không phải tao mà mày, mày cứ cái này mày thật mà này. Làm bốn xiên để làm cút rượu mà ông cứ cái không? Không phải tao thằng kia mà. Ông có thấy cái không? Từ từ, để tôi lấy thằng đôi dép đã. Không phải tao đâu, thật đấy. Đi về. Bây giờ để trả, tao bảo. Đừng, tao bảo. Đi về ra cửa đừng có cái. Tao bảo bây giờ, thật. Cái này. Đi ông vào đây, vào đây tôi cho xem nha. Để mà cái đây. Cái đi. Vai nướng của tao vẫn còn đây mày, cái không? Không phải tao. Cái này. Không phải tao mày. Mày nhìn đi. Không phải tao. Thì bây giờ ra mày đang ăn. Bây giờ không phải mày thì ai? Mày đang ăn. Thằng kia nó rủ tao ra nhá. Nó cầm 4 chiếc thịt nướng nó bảo tao ra ăn đấy. Không phải tao đâu. Không phải mày cái gì? Tao có biết đâu. Thế xe này xe ai? Xe thằng kia. À, tao bắt được cả đôi rồi. Cái gì? Không phải tao mà, thì bây giờ mày bắt xe nó đi tí nữa. Cái mày ra vẫn còn thấy mày đúng cái thịt vào mồm, kêu không phải tao. Thì nó rủ ra đấy. Không cần. Thì bây giờ vẫn còn nguyên bốn xiên đấy thôi. Mày bị làm sao đấy? Thịt tắc vương bây giờ mày ăn nửa xiên rồi, tao tắc vương kiểu gì mà còn bốn xiên? Thì vẫn tắc vương này, miếng này vẫn còn nguyên này đấy, tắc vương. Vả cho trận giờ thịt tắc vương mày ăn rồi. Nhưng các bạn sao vừa được? Không nói nhiều. Nhưng mà tao không lấy. Bây giờ để tao về tao gọi thằng kia ra nó chịu cho. Bây giờ xe nó đây. Vậy ra đây. Ngồi xuống đây. Đợi tao tí. Ngồi đây. Tao ngồi đây, tao đợi. Rồi, ngồi đây nha. Tao ngồi đây, tao đợi. Đứng lên. À, cho mày ngồi nữa. Cái gì? Không phải cái gì, cái mực đâu. Tao đi về. Về này. May hôm qua vừa bạn con chó này thử cái xích nhá. Mày chết thế nào? Làm gì riêng? Riêng không thích nhỉ? Chạy này. Chạy với chúng tôi à? Chạy với chúng tôi à? Đi ra đây. Đừng có nói nhiều. Đi ra đây. Gì? Tao không phải tao. Tao đã bảo cái gì? Không phải. Tao phải tao gọi nó cho mày. Gọi này. Không. Dắt xe ra, nhanh cập trường. Để tao nói ít thôi. Tao đá cho đây. Dắt cái xe đây. Không. Nhanh. Thế thì về để tao lấy thịt tao nướng đền cho. Không. Tao đấy. Bây giờ, đấy. Bây giờ tao không. Còn bốn xe thịt gánh mà. Tính cái không? Tao nướng cho tí. Tính cái không? Đó thế này. Tao phải tao gọi nó 1 phát 5 phút rồi không phải nhiều đâu. Tao lại đá thế này, nhanh được chưa? Đây. Rồi, đừng đi, để xe vật. Rồi. Đây. Rồi. Hả? Nổ máy này, tao bảo mày nổ máy à? Hả? Nào. Cái gì đây? Ngồi xuống. Gì đây? Cái mày ai chơi cho này? Mày đi đời rồi. Chạy này. Đâu? Chạy này. Chui vào. Chui vào làm gì? Chui vào, đừng có cãi. Chui vào đây làm gì mày bị sổ? Ôi trời ơi, không ổn rồi. Tự nhiên tao vào đây làm gì? Tao tính bắt cả thằng em mày nữa. Bắt. Nhưng mà từ từ. Bắt nó đơn giản thì tao lừa. Không, tao không cần mày lừa. Tao về tao lừa nó ra cho. Đừng nguyên đấy. Cấm chạy. Thế là làm gì đấy? Không. Tao đền. Tao về tao lấy thịt cho. Đền à? Đền với chúng tôi à? Làm gì đấy? Không. Thích công không? Thích công không? Tao đá cho không trượt cái nào này. Ở đấy mà không phải có. Tao tưởng bảo có cú đấm sấm sét cơ mà. Que ghê lắm mà. Thằng kia nó lấy tao. Cú đấm sấm sét đâu rồi? Thế mày phải bỏ tay tao ra tao mới đấm được. Mày bị điên à? Tao cho mày. Mày à, đã ăn thịt cúng của tao rồi, tao lại bỏ tay ra mày ra cho mày đấm tao á? Thì còn như mày thì thử solo thế nào? Mày cứ ở đấy. Bắt này solo rồi. Tí nữa ông già tao về cho mày solo với ông già tao. Thế à?
Tao nhát thế rồi. Nào mày bật đi, bật đi. Bật đi. Nhát này, bật đi. Tao về tao gọi thằng kia ra cho thật đấy. Mày kiểu gì nó phải xuống, mày cứ yên tâm đi. Nghe lời tao. Ngồi xuống đâu thằng. Nghe lời tao. Nghe lời tao ngồi xuống. Ngồi xuống. Đấy. Nói nhẹ mà không nghe à? Hả? Ai ôi. Mẹ thằng chó kia. Nói nhẹ mà nghe. Nằm im. Này gọi cái gì? Để tao về. Nhà bao việc. Để tao về tao gọi nó cho. Tao bảo thật đấy. Ý à? Tao điêu mày làm gì? Gọi chúng tôi à? Mày làm gì đấy? Buộc người chặt rồi ai thoát được nữa đâu mà. Mày... Ui dồi ôi. Cái gì đây? Ui dồi. Thế này gì? Thằng kia. Nó xui tao đấy. Nó xui tao. Không phải tao chủ mưu đâu. Mày bắt tao làm gì? Tao không cần biết, tao cứ bắt được mày đã. Thằng kia để sao? Mày giỏi đi, thoát được tao gái. Mày bố thế này, bố thằng nào mà thoát được. Ngồi yên đây. Thích cay không? Hả? À? Thích bật không? Cái gì? Đừng có bật. Nha. Ngồi yên đây, tao đi mua lại thì tao nướng lại. Không dám. Chết tao mà cứ ngồi đấy. Nha. Đi đâu ấy? Thì lại tao về nhà thì tao... Mày cứ ngồi yên đấy. Mày đi đâu? Mày cứ ngồi yên đấy. Ngồi đi ăn cứt à? Tao lại thì cho ông tao ra. Tí là kia mà không quay lại á, tao lên tận nhà. Bữa lên hả? Nhà nó cũng chả gặp. Bảo tao đưa đi tìm nó, tao biết chỗ nó trốn, đốt. Nhà nó mà không gặp nó thì gặp ai? Hả? Nó chả nhẽ nhà nó không gặp nó gặp mày à? Nó trốn hả? Rồi, tao dẫn đi. Xe nó ở đây không trốn được, mày cứ ngồi yên đấy. Con Đề ơi! Cứu tao! Cứu tao! Ôi tao kia! Ê! Tao đây! Đây đây! Nó đi rồi! Đi chưa? Nó đi rồi! Nhìn lên! Nó lấy xe của em! Xe mày! Mày không cứu tao lên để xe cái cổ cái gì? Ôi, nó khóa xe em rồi, em lấy sao được? Xích sang bên này, đây này, bên này này, mày. Mày mẹ em đánh chết rồi. Mày nâng cái xe lên. Nâng cái gì? Nhấc á. Ây, ui tư. Mày thích cười không? Đang khổ rồi. Không, nhưng cái xe lên, kéo cái xích gần lại đây này. Nó giít xích vào tay tao đau quá. Rồi. Nào. Xe này nặng lắm. Nào, rồi, đấy. Nào, nâng lên. Ôi. Ôi. Mày lấy cái gì cả? Đưa em cái này. Không đưa mày được. Cái này mày bị chửi chết rồi. Mày không thấy trong đấy à? Tao không bị xích à? Mày lấy cái gì đòi đi. À, kia, đây, kia, trong kia kìa. Tao thấy có cái cưa sắt kia. Đó. Trong này kia kìa. Cái đấy đòi được không? Ui, đau tay đau. Ui, đau tay đau. Ui, đừng đẩy. Nó giít vào tay tao. Cái nào? Kia lấy cái cưa kia kìa. Đó. Đấy, trong mép cửa kia kìa. À, đây. Không, ở ngoài ấy.
ở ngoài ấy. Đây, đằng chỗ cái đấy, chân này ấy. Đấy. Đấy. Đi lên. Cái mép này này, cái quả đó. Mày mày ngu lắm. Cái mày cưa đến bây giờ đến trưa nó về không đấy xong. Cái gì có bắt này cũng đứt. Ui dồi ôi. Ông ơi. Ông cưa đấy thì thì ông cứ cưa. Tao mà không bị chói thì tao cưa lâu rồi nhá. Bị chói á? Này, mày cũng thấy thế này thì bố mình cưa được à? Mình cưa thế thì đến bao giờ? Nhưng mà nó xích tay anh rồi. Đấy, thế thì không thì ta chả cưa. Ta chả thoát đâu. Nhưng mà rồi. Đây, chói mà. Cái gì? Chói. Chói cái gì? Đây. Được rồi. Ê, đừng có cưa tay tao. Cụt tay thì còn gì nữa. Đấy, là gì đấy? Mày là gì đấy? Ở im vào. Cái gì đấy? Ê, được rồi. Ê, đây. Ôi dồi ôi. Con chê em. Đau tay quá, mẹ thằng chó này. Nhìn lên kia ra, ra cưa em đi chê với. Bố mày. Ôi, cưa giúp em. Mày nhìn thế này, nhìn tay tao đây này. Thấy gì chưa? Đây là anh bị chó với em, bị chó à? Ủa, đấy, tao. Tí nữa nó về, nó bắt cả ngày rồi nhé. Ôi, cưa em mày em đánh à. Này. Cưa em. Không. Này. Cái gì? Anh cũng bị. Nó về đấy. Không, thấy anh cũng bị bắt. Anh không cưa đây em thì anh có một gì. Nhốt luôn mày vào đây, tí nữa nó mình nhặt nó đỡ nhốt nhá. Cưa thế nào cưa được? Cưa cho em. Cái này cưa thế nào được? Không, không thấy anh cũng ở đây. Xe em mà không về thì anh không được về. Không cưa được đâu. Ai, anh không cứu xe em thì sao không chơi với anh nữa. Cứ lâu lắm nó về đấy. Không tao... biết. Thế mày dắt xe thì tao nhấc lồng. Nhấc được à? Được, tao nhấc được. Anh không được biết lại chờ cô ấy chạy về đi. Nhanh. Anh nhấc chết. Không. Thế mà anh bảo anh có đồng mặt đồng chiếc. Mày đi là lúc nãy tao gạ nó solo, nó không gạ solo nhá. Tao gạ nó gấm nhau nhá. Nghe hết rồi. Nghe. Cướp thì tao gạ. Anh bảo anh không cần đồng chiếc. Sấm sét cái gì? Lúc đấy tao bảo nó đấm nhau, nó không thèm dám đấm nữa. Đừng có chạy. Thế nên là bây giờ tí nữa nó về tao đấm nhau luôn. Nào đi. Nhắc thế thì dắt làm sao được. Dắt xe đi. Dắt đi. Tụi. Còn dắt nó ở cái chị này. Tao dắt đi. Đấy. Ôi còn cái mũ đi, đằng kia ra lấy mũ. Cái mũ vứt bỏ đi. Nó về rồi. Nó tóm rồi. Em về em thoát được, em quay lại lấy mũ sau. Nghe. Đến nơi đi cẩn thận mà, ông ổng xe này. Mỏi lắm. Anh đi cẩn thận mà. Ổng xe em này. Im mồm. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamativi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamativi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó.
Đó. Sau khi mua về, mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình, sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa, đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nhá mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá, hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamao TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.